Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lở ha. Đó thì nói chung thì hai con này thì nói chung thì cũng dẻo bò cô chú chị. Đó thì nói chung thì về mình chích sắn gan, chích sổ lãi rồi cho nó ha. Tại vì nói chung thì chủ nhà người ta nuôi á, nên thì ta mới nuôi đó thì người ta cũng không biết chích sắn gan sổ lãi đâu cô chú chị. Nên thì nói chung thì nó cũng dẻo bò. Đó thì trong đây thì một con F1 và một con F2 nè. Đó thì nói chung thì hai con này thì nói chung thì cái giá thì cũng rất yêu thương luôn. Đó thì bà con nào mình thích xài những cái mẫu mà rẻ tiền đó về thì mình chăm sóc kỹ rồi thì nó phát lên thì nói chung thì hai con bò này về cái đường lời thì nếu mà nó phát lên thì cái đường lời thì rất ngon của chú chị. Đó thì cặp đực này thì anh chủ nhà bán giá là 24 triệu. Đó 24 triệu là giá tại chuồng ha, thì bà con nào thấy ưng đó thì mua. Thì nói chung thì bà con nào ưng thì bên em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Thì nói chung thì hai con này cái giá thì rất yêu thương luôn cô chú chị. Đó 24 triệu. Đó 24 triệu là giá tại chuồng, nhưng mà được con cái thì chân móng thì hoàn thiện nè, không ổ ấp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Thì cái con sắm móc nè. Đó em nói chung thì nhà thành mua nuôi chỉ cho ăn rơm uống nước lã không. Đó, nói chung thì nó cũng không có phát bò hung cô chú chị. Đó nhưng mà em nói chung thì hai con này thì tính là 24 triệu thì tính ra con cầu bằng thì có 12 triệu một con à. Đó 12 triệu một con à. Thì con này thì nói chung thì nó có hai con bò này lụng cũng cả 9 tháng tuổi rồi. Đó cũng 9 tháng tuổi hơn cô chú chị. Đó thì cái con sắm móc này chiều cao thì dao động 1m19 tới 1m2 bò, còn con kia chiều cao 1m25 tới 1m27 bò đó. Nhưng mà con kia thì em nói chung thì báo giật lại mấy phân luôn cô chú chị. Đó con F2 á. Đó nhưng mà được con cái thì chân móng thì hoàn thiện á, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đây nhưng mà con F2 này thì nói chung thì đó, bản đùi thì cũng rất lớn ha, cơ mông đồ có luôn đó, xương sóc to nè. Đó, đầu thì dặn sơn đít nở dài nở nè. Đó nó chiều cao là hồi nãy em đo là 1m27 tới 1m29 đó, nhưng mà em chỉ báo là 1m25 thôi. Đó, thì bà con nào thấy ưng thì mua về mình nuôi thêm ha. Thì nói chung thì cái giá giống như là hai con đực em báo cái giá này như giá B luôn cô chú chị. Đó, như bê dẻo luôn. Đó thì nói chung thì dòng bò đực thì đó, bán như giá B thì bà con mình ưng thì mua về để mình nuôi dỗ, nếu mà nó phát lên thì đường lời hai bò này rất cao luôn cô chú chị. Đó, hai con có 24 triệu à. Đó thì bà con nào ưng thì xem tới xem lưu cho kỹ đi, nhưng mà bao thứ nhất bú giò bú cẳng nè. Đó thùng rúng thùng ruột cho bà con mình hết ha. Đó về phần mặt mài xương sóc nè. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy cô chú chị. Hai con thì nói chung thì nhầm khi nó bằng một con đực một, cái giá nó bằng một con, nó bằng một con pin lực một con của chú chị. Đây dài nè. Đó thì nói chung thì tiền nào của nấy, thì hai con này cái giá chắc mềm. Đó thì bà con mình nếu ưng thì mình mua, còn không ưng thì mình kiếm cặp khác ha. Nói chung thì vừa chích sổ lãi, chích sắn gan nè, ăn uống mạnh vô rồi nè. Nói chung thì con bò này nè. Đó, thì nói chung thì nó cũng như những con chó con thôi cô chú chị. Những con chó bị ngẵn thì mình uống sổ lãi, thì mình cho nó uống sổ lãi vô thì nó phát của tiễn cũng bình thường thôi. Mà nó có không tàn xương nữa. Tại vì chủ nhà ta nuôi thì bò rớp bò rẻ người ta chán nản là bỏ bê của chú chị. Nên nó xì bò thôi. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với màn hình. Đó thì hai con này giá là 24 triệu. Đó. Cái giá thì nói chung rất yêu thương luôn, bò thì cũng lỡ bò rồi. Đó, hai con này nè, về chích nó thì ăn uống nó vô mạnh khỏe phát bò lên bình thường rồi cô chú chị. Vẫn lớn bình thường ha. Đó thì hình ảnh về giá cả cặp đực này em gửi đến cho cô chú chị xong rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi đi tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của con cái tơ ha. Đó thì con này thì và một con bò kem chữa nè cô chú chị. Đó thì trước tiên thì con ram anh Mỹ nè, con này thì nói chung thì mới có 13 14 tháng tuổi với cô chú chị. Tướng tá cấp mình thùng dạo rúng yếm thì chân móng thì chân móng sò. Đó tướng tá thì em nói cung tàn cung xương rất lớn luôn. Thì nói chung thì cái dòng Raman này nè. Đó thì nói chung thì nó chừng nào nó chữa rồi nó mới phè bò cô chú chị. Đó con này thì lụng 13 14 tháng tuổi rồi. Chiều cao thì đó thì nói với con bò cái kem này thì chiều cao cũng bằng nhau luôn à, ngang ngang nhau, chiều cao là 1m26 27 ý 27 28 bò.
Đó, chiều cao là 1m27 28 bọt. Còn con kem này thì chữa này cô chú chị. Thì con kem này hiện tại đang ươm chữa lứa thứ hai. Đó, chữa được 3 tháng ha, thì tình trạng của nó là đang ươm chữa kem luôn cô chú chị. Thì những con bò chữa thì em giao về trong vòng tuần lễ thì cô chú chị kêu Thu Huy khám thức minh chữa giùm em ha. Đó thì con bò cái kem chữa 3 tháng này nè, thì chủ nhà bán giá là 17 triệu. Đó, 17 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng cứ liên hệ số điện thoại nó tầm hình. Chiều cao là 1m27 28 bò. Tướng tá thì chân móng thì cũng chân móng sò, tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó, 17 triệu bao ship ha. Còn con bò tơ, con ra manh Mỹ này nè em, con bò này nữa nó lớn con lên tàn nhất luôn cô chú chị, mới có 13 14 tháng tuổi mà tướng tá cấp mình nè, nó xương sóc rất to luôn. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó, con bò tơ này giá là con ra manh Mỹ này, tơ này giá là 18 triệu nè. Đó, 18 triệu là bao ship. Đó, bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Chiều cao là 1m27 28 thì con này có thể là được 1m3 bò luôn cô chú chị. Em lạ nó nhát nó cũng hơi khó đo. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua về để làm giống sinh sản ha. Đây thì về phần chân móng rúng yếm nè cô chú chị. Đó, con này em thấy cái dàn rúng của nó nè. Đây chân trước nè. Đó, chân sau nè. Chân móng là chân móng sò, xương sóc rất to. Con này thì nói chung là dòng Raman thì nó lớn con lắm cô chú chị. Đó thì bà con mình thấy ưng, đó ưng thì mình xem tới xem lô cho kỹ đi, nó thiệt ưng mình đã mua ha. Đây dàn rúng nè. Rúng thì rúng chiền, chân móng nè. Đó, xe lưng thì nghiêm chỉnh nè. Cái đó là nó dính ba phân gà chứ không phải giá đớm gì của chú chị. Đó, đầu thì đầu trụi nè, đầu tay to. Đó, mắt xéo đầu dồ. Đó, xe đầu xe mặt nghiêm, xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh nè. Con bò này thì nó đóng cái bộ sừng này thì nói chung thì nó không có ra dài đâu cô chú chị. Nó chỉ lú. Đây cái ngang của nó nè, tàn con xương rất lớn luôn. Đó, giá là 18 triệu, 18 triệu là bao ship ha. Đây, em được con cái bản đùi. Đó, mông to bản đùi lớn, rất dày bò luôn cô chú chị. Đó, cái ngang đó, ngang rất lớn luôn. Đây, quà to cái đùi đen. Đó, giá là 18 triệu cho con bò cái tơ này nè. Đó thì bà con mình thấy ưng thì mua về để làm giống sinh sản ha. Đó, còn con bò kem. Con bò kem này thì đây phần vú nó thì 4 vú lớn, con vú đeo 2 vú đeo vậy của chị. Chiều cao là 1m cũng 27 28 bò, chân móng thì cũng chân móng sò. Đây, rúng yếm nè. Đó, rúng thì tầm khoảng 2 3 phân. Chân trước này đóng cũng rất khéo. Đó, chân sau nè. Sao thì cũng chưa muốn sò không ấp xe đúng cũng ruột gì. Xe lưng thì nghiêm chỉnh, con này thì dòng F1 nó dạng sừng. Đây cái ngang thì cũng rất lớn. Thì những con bò để rồi thì bên em bán cái bao lội của chú chìm trong vòng 3 tháng đó, nên việc lú hí trục trặc thì bên em thu bò về. Còn những con bò chữa thì giao về trong vòng tuần lễ thì cô chú chị kêu Thuy khám xét bên chữa ha. Xe mặt thì nghiêm chỉnh đó, đầu sừng xe mặt thì nghiêm chỉnh của chú chị. Quá. Đó, còn con ra manh Mỹ cái nè. Đây lưng ngang nè. Đó. Thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, chung thiệt ưng mình mới mua ha. Thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mua con bò gì mình làm giống sinh sản thì mình có quyền mình lựa nè, mình lựa tới lưu cho kỹ đi. Cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Đó, còn giá cả không hợp lệ thì mình đợi kiếm con khác luôn anh chị. Đây. Đó, còn con Raman thân tàn thân xương rất lớn luôn, cái ngang đó con đùi lớn dài sâu. Đó, còn con cái kem nè, cái kem này tơ ý để đang chữa lứa thứ hai. Đó, giá là 17 triệu, 17 triệu là bao ship nha, chân móng sò. Nói chung thì bò này chủ nhà nuôi cũng thiếu thốn lắm cô chú chị. Đó, người ta nuôi cũng bỏ bê đó, bò rẻ người ta cũng bỏ bê. Cái giá thì nói chung thì cũng có cọ giá thịt không à. Đó, còn con Raman Mỹ này nè, lỗ tai to, có mắt xéo đầu dồ, tướng tá cấp mình nè, giá là 18 triệu ha. Đó thì bà con mình thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại trung hình. Nó rúng thì rúng chiền, xương sóc thì rất to luôn của chú chị, mặt mày nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp bò này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video đăng ngắn ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp bực lỡ ha.
Đó, cặp đực lở và một con bò đực, con này thì nói chung thì con bò này thì đó, một con bò đực ngé của chú chị. Đó thì cái cặp bò đực lở này nè thì một con bò bê và một con pháp kem. Đó thì bò này thì đụng 9 tháng 9 tháng 9 tháng rưỡi bò tuổi của chú chị. Đó thì bò này thì em quan sát thì chân móng hoàn thiện đó, không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cái cặp đực lở này cứ liên hệ số điện thoại để tôi hình. Thì cái con em nói hai con này pin lực thì khỏi nói luôn cô chú chị, dàn đít dàn dai nó, em nói chung là cái đít con nào con nấy thì cái đít hết biết cái đít luôn. Đó đít dai em nói là rất dày bò luôn. Đó. Mông to nè, đó bản đùi lớn nè cô chú chị. Tướng tá cấp mình này, con này thì chiều cao là 1m10. Nói chung thì nó em báo là 1m18 tới 1m2 bò đó, nhưng mà nó lụng 1m19 tới 1m2 nhưng mà em báo 1m18 tới 1m2 bò cô chú chị. Đó còn con ba b này thì chiều cao là 1m2 tới 1m22 bò. Đó thì cặp đực lở này nè thì anh chủ nhà bán giá là 42 triệu. Đó 42 triệu là bao ship nha. Nói chung là hai con bò này bao của chú chị pin lực luôn. Đó nếu mà em nói chung thiệt chứ đít dai dàn đít dàn dai dàn mông nó thì thôi mông to đó, bản đùi lớn, đít thì khỏi nói với dàn đít nó luôn cô chú chị. Đó và một con bò đực nhỏ, con này thì lụng 5 tháng rưỡi tuổi rồi, 5 tháng rưỡi tới 6 tháng tuổi rồi, chiều cao là 1m08 tới 1m1 bò, chiều cao là 1m08 tới 1m1 bò. Rồi, con Mỹ bò cái đó. Đó con bên kia thì bò cái, con đó không có bán ha. Đó tại vì nói chung thì nó thấy nói chung là nó cũng dòng F1 nhưng mà nó qua nhỏ thì bên em không có quay bán nuôi của chú chị. Đó thì con đực nhỏ này nè thì anh chủ nhà bán giá là 12 triệu, 12 triệu là bao ship luôn. Đó thì bà con mình thấy ưng thì liên hệ số điện thoại được màn hình, nhưng mà nói chung thì nó cũng rất bình lực nên cô chú chị nó là cũng đít nở dài nở đó. Đó còn cặp đực lở này giá là 42 triệu. Em nói cặp đực lở này cái giá thì rất yêu thương luôn, con nào cũng lấy cái dạng đòn của nó nè cô chú chị, coi cái dạng đòn của nó nè, nó hết biết cái dạng đòn luôn, chân móng là chân móng sò, con nào cũng lấy chân móng là chân móng sò. Đó mông to. Đây thì trước tiên em quay con Nga được kem lở này trước nè, mặt mày nè, nó thì nói chung là nó dạng sừng nhưng mà cái dạng đít của nó khỏi nói luôn, chân móng nè của chú chị. Đó chân trước chân sau nè, không ổ ốp xe là xuống đúng ruột gì. Em thấy cái đít của nó hết biết cái dạng đít luôn nè. Đây cái dạng đít của nó nè cô chú chị coi nè, nó cái dạng dai nè, đây dạng đít dạng dai nè, em nói cái lưng của nó nè hết biết luôn nè, đó, cái dạng dai nè của chú chị. Đó đây dạng đít nè, cái đít hết biết cái dạng đít không, con nào con nấy, con ăn con nào con nấy, em nói cái dạng đít thì khỏi nói luôn. Đó em nói hai con bò này đáng đồng tiền luôn của chú chị, bà con mình mua em nói hai con bò này cái giá rất yêu thương luôn, bảo đảm cho cô chú chị luôn. Em nói hai con bò này thì nói chung thì anh chủ nhà đưa ra mắt mức giá rất yêu thương luôn của chú chị. Đó em nói cặp được lỡ này nếu mà lúc xưa tầm phải bèo lắm phải 60 triệu. Đó, nhưng mà hiện tại lúc này có 42 triệu con ba b này. Đó con ba b này hết biết luôn cái tướng cái đòn của nó nè. Đây cô chú chị coi nè, cái dạng đòn của nó nè. Đó, tướng ta nè, chân móng nè. Chân móng là chân móng sò. Mặt mày nè cô chú chị. Đây, mặt mày nè. Đó, con ba b này chung cũng dạng sừng. Đó, nó bông tráng nè. Đó. Chân nè, không móng nè, chân móng nè. Đó cô chú chị thấy không? Tướng ta cấp mình nè. Đó dàn đít nè. Cô chú chị coi cái dàn đít nữa nè. Đây dàn dai nè. Đó, em nói cái dàn dai nó hết nó nổi cái dàn dai của hai con bò được lở này luôn cô chú chị. Đó. Em nói con bò này mới 9 tháng 9 tháng 9 tháng rưỡi mà bằng 10 tháng 13 11 12 tháng tuổi chưa chắc gì bằng hai bò này luôn. Em nói cái dàn đít. Dàn đít tướng ta cấp mình nè. Vậy mà có thì tính ra có 21 triệu con nè. Đó mà 21 triệu là bao ship luôn. Đó. Còn con kem cái đít nè. Nó thối thằng cái đít hai bò này luôn. Đó bò này thì bao của chú chị pin lực luôn. Đó lên mà chú chị mình nói hai con bò này không pin lực thì rồi, điện chửi em liền, thiệt luôn. Đó, mặt mày nè. Tướng ta nè. Tướng ta cấp mình nè. Con nào cũng nó dài đòn mà nó pin lực khỏi nói luôn. Đó giá là 42 triệu. Đó 42 triệu cho cặp đực lở này nè. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình, mà còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp điện cho em thì nhắn tin số chủ nhà cho chị chị điện trực tiếp nha. Con ba b em nói cái dàn đòn của nó hết nổi luôn cô chú chị, hết nó nổi dàn đòn ba b luôn nè. Tướng tá cấp mình
Đó, còn con đực này nè, con này thì lụng 5 tháng rưỡi tuổi trở lên rồi. Đó, chiều cao là 1m8 tới 1m1 rồi. Đó, chỉ có 12 triệu à, 12 triệu là bao ship luôn. Thì con này thì dàn xương sóc nên nó thì nói chung thì nó cũng đồng thủ đồng dĩ với con bò, nó xương sóc thì cũng tung bò. Đó, nhưng mà cái dàn đít của nó nè. Đây, dàn dai nè. Đó, bao dai đôi luôn. Mặt mày nè, đầu thì đục trụi nè, con này thì bao lú sừng luôn. Đó, đầu thì đầu trụi nè, mặt mày nè quý vị. Đây, cái dàn dai nè. Đó, con thấy con được điếu không? Đó. Đây, mặt mày nè. Đó, lưng dai nè, đít nè. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó, chỉ có 12 triệu à, 12 triệu là bao ship nha. Thì bà con mình thấy ưng. Đó thì mua về nuôi vú béo thêm. Chân móng thì hoàn thiện nè. Qua cây. Đít hết nó nổi dàn đít. Đây dàn đít nè. Đó. Quý vị thấy không? Đó, dàn mông mà, mông mông đùi nở. Đó, dài nở. Đây dài nè. Đó, quý vị coi cái dàn dài nè. Đó. Dài đôi không? Hết biết cái dàn dài nè. Đó thì em nói chung thiệt chứ em quay thì nói chung thì bò dẻo dẻo thì báo dẻo dẻo, mà pin lực thì báo pin lực. Con nào tướng tá đẹp thì nó đẹp. Đó thì nói chung thì em quay em đăng lên thì nó cũng thước mà mắt bà con mình coi đó, chứ không phải mà con bò dẻo mà xương sóc to. Đó, con nào xương sóc to thì báo xương sóc to ha, nhỏ thì trung trung thì báo trung trung. Đó, bò lực pin thì báo lực pin, còn dẻo dẻo thì báo dẻo dẻo. Chứ bây giờ con bò mà dẻo dẻo thì em báo lực pin thì... Đó thì em đăng lên thì trước mặt bà con mình cái câu thì bà con mình cũng hiểu chứ gì. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua. Đó, còn giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm cái khác nha. Đó thì nói chung thì đi toàn gấp xe không à. Đó, thì em nói bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui chụp kỹ đi. Nó thiệt ưng thì mình đã mua ha. Đó nhưng mà em bao của chú chị. Đó em dám bảo đảm cho bà con mình luôn là cái cặp bực lỡ này nè. Đó nó pin lực là em nó khỏi nói luôn. Đó nói chung thì em quay ít khi nào mà em phô trương hay là em khen gì đó. Con nào sao thì em báo vậy à. Đó, thì em giao bò cho con mình cũng thấy đó. Đây, đây là cái dàn dài của bê này nè, lưng nè. Hai con này cái dàn đít là không có chê chỗ nào có dàn đít của hai con bò này luôn cô chú chị. Con nào cũng thấy nó pin lực thì khỏi nói luôn, đít nè. Bò này em giao lên thì có thể là không ngoài nó bự hơn tâm hình luôn. Cái dàn dài của nó nè. Đó, cặp bò gì mà có 42 triệu, 42 triệu là bao ship luôn. Bò thì mới 9 tháng tuổi bằng người ta 11, 12 tháng tuổi luôn cô chú chị. Đó thì em kinh săn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vú béo và sinh sản hay con giờ có ưng thì điện cho em nha. Đó thì hình ảnh về giá cả của đực lỡ này với con đực nhỏ thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.